Hello, xin chào các bạn. Đây các bạn ơi, mấy bữa thì mới bận các bạn. Với lại bận á, nên thành ra là không có làm video mua tôm này. Nhưng mà giống như là định làm video Thanksgiving nhưng mà không có thấy thèm. Thiệt luôn các bạn, giống như là người mình không được khỏe. Tự nhiên không thấy thèm nên thành ra mình luộc xong rồi cất ở tủ lạnh cho tới bây giờ luôn. Bây giờ thì mình bắt đầu ha. Mình mới giờ hâm lại cho nó nóng. Đây là có 4 con. Bây giờ thì mời các bạn nha. Đây mình chuẩn bị sẵn cái dĩa. Mời cho các bạn coi nha. Và rất là ngọt nha. Đây là thật không nha. Nhưng mà nó hơi khó lấy các bạn. Ý là nó sẽ mất nhiều thời gian. Đây là nước chấm của mình. Miếng nào. Mấy con nhỏ này không cần kéo đâu. Để mình kiếm cái gì để cái nước chấm lên. Mời các bạn nha. Dài dài các bạn, lâu lắm rồi không ăn. Chấm tới dặn của nó. Càng vào nó. Ừ.
này cũng là thật không nè. Này có ớt không? Có đi leo mình rửa nhưng mà mình sắc giỏ. Quá trời chặt luôn. Rất là ngọt nữa. Mình coi cách nào. Đó người đây nè. Người cay rồi. Giờ mình chuyện ăn ớt jalapeño. Cái gì? Đúng không ta? Ớt này nó cay nhưng mà nó kiểu có vị ngọt của các loại rau củ các bạn. Nhưng mà mới cắn vô. Mình ngồi dưới đất cô. Nhưng lâu ngon á. Thank you.
sôi cái móng. Còn nó cay các bạn ạ. Nó giống như là bị lười đó. Nó có vị kiểu ngọt ngọt. Nhưng mà ăn xong nó rất là cay. Con nhỏ các bạn, nó cay. Đã ăn chua ăn cay các bạn mà nó bị sổ mũi. Các bạn mà không ăn liền á, các bạn có thể làm chín xong rồi có thể tủ lạnh các bạn nha. Nhưng mà các bạn để ngoài nó chết á là nó sẽ không ngon nữa. Cay. Không biết nữa. Nó lâu ngon quá. Nó lạnh mà. Này mình sẽ để lại đây một hồi mình ăn các bạn. Ủa, nãy giờ mình ăn chưa hết luôn rồi.
Nước cay. Mình có bôi son đúng không? Mua của mình rất là khô, nhất là khi mà mình bị sổ mũi xong mình thấy mũi nhiều á, khô. Rồi các bạn ơi, mình sẽ dừng video đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Mary. Này là mình mua cho Thanksgiving, bây giờ thì nó đã qua rồi nhưng mà thôi, mình vẫn chúc các bạn Thanksgiving coi như là mùa Thanksgiving đi, thật nhiều sức khỏe với lại nhiều niềm vui bên gia đình ha. Bây giờ thì hẹn gặp các bạn trong video tới.